Chào mừng quý vị đến với một điểm tin giáo phận của trang thông tin giáo phận Phú Cường. Tin mùa chay, Đức cha Du Xe Nguyễn Tấn Tước cử hành thánh lễ thứ tư lễ cho bắt đầu mùa chay 2021. Mùa chay là khoảng thời gian chuẩn bị tinh thần và tâm hồn dân khi tư hữu để chuẩn bị bước vào cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu Kitô cách xứng đáng. Lúc ban đầu, mùa chay bắt đầu vào Chủ nhật thứ sáu trước lễ Giáng sinh. Nhưng vì các ngày Chủ nhật kỷ niệm Chúa sống lại, không ăn chay, nên mùa chay bắt đầu từ thứ tư lễ tro cho tròn 40 ngày Chúa Giêsu ăn chay cầu nguyện trước khi rao giảng. Con số 40 còn mang nhiều ý nghĩa trây tịnh, thanh tẩy trong kinh thánh. Ngày 17 tháng 2 năm 2021, Đức cha Du Xe đã cùng quý cha trong cơ sở đào tạo linh mục giáo phận cử hành thánh lễ thứ tư lễ cho. Do tình hình dịch bệnh COVID ảnh hưởng trực tiếp trên một số địa bàn thuộc giáo phận Phú Cường, nên Đức cha đã cử hành thánh lễ trực tuyến. Qua thánh lễ trực tuyến, chúng ta dễ dàng cảm nhận một thánh lễ đơn sơ và ít người tham dự có lẽ lễ cho này là thánh lễ đơn giản nhất trong đời sứ vụ giám mục của Đức Cha. Dù trong hoàn cảnh môi trường khó khăn, lòng thao thức của vị chủ chăn không thể trực tiếp chăm sóc đoàn chiên, nhưng Đức Cha vẫn tin tưởng, hy vọng và phó thác vào Thiên Chúa. Trong bài giảng, Ngài mời gọi mọi tín hữu hãy tích cực sống mùa chay thánh này. Thánh lễ trực tuyến nhiều người không được sức cho trên đầu. Ngài nói, trong hoàn cảnh này giúp cho chúng ta đi sâu hơn vào mùa chay chúng ta không dừng lại ở một vài việc làm luật lệ chúng ta hãy trở về với chúa với tấm lòng khiêm tốn của một tội nhân và ý thức chính bàn tay chúa nâng đỡ chúng ta dạy ngài còn giúp cho các tín hữu hiểu, hiểu rõ hơn về việc ăn chay cầu nguyện và việc làm bác ái tất cả những việc làm đó chỉ là hình thức bên ngoài để diễn tả một nội tâm thống hối thật sự cuối cùng nhắc lại lời mời gọi của đức thánh cha francisco mời gọi mọi người hãy vững tâm hy vọng cộng với tình mến sẽ giúp cho mọi người có một mùa chay thánh ý nghĩa và có nhiều lợi ích về phần hồn cũng như phần xác. Mùa chay năm nay có lẽ là mùa chay đặc biệt và có nhiều biến đổi của mọi người. Đặc biệt trong giáo phận Phú Cường chúng ta, có nhiều nơi không thể dân lễ như thói quen. Trong hoàn cảnh khó khăn đó, mùa chay càng có ý nghĩa hơn khi chúng ta biết ăn chay, cầu nguyện, làm việc bác ái từ trong tâm hồn để rồi những việc làm đó sẽ là động lực thúc đẩy chúng ta biến đổi đời sống và môi trường ngày càng tốt đẹp hơn. Tin năm thánh Du Xe. Tiết cha Du Xe mời gọi toàn thể giáo phận sùng kính thánh Du Xe. Đức giáo hoàng Pio thứ 9 chọn thánh Du Xe làm đấng bảo trợ giáo hội Công giáo Đức Thánh Cha Phan Xì-cô đã ban hành tông thư Batuscodê, trái tim của người cha, và công bố năm đặc biệt về Thánh Giuse từ ngày 8 tháng 12 năm 2020 đến ngày 8 tháng 12 năm 2021. Theo ý muốn của Đức Thánh Cha, tòa ân giải tối cao đã ban hành sắc lệnh về các ơn toàn xá được ban trong năm này, và Đức Cha Giuse giáo phận của chúng ta cũng kêu gọi thực hiện lời mời gọi tốt đẹp này ngày 8 tháng 1 năm 2021, Đức cha Du Xe, Nguyễn Tấn Tước đã công bố kinh cầu xin Thánh Du Xe trong năm Thánh Du Xe. Đây là kinh được gợi hướng từ tông thư Patris Code của Đức Thánh Cha Francisco. Lời kinh này sẽ giúp cho mọi tín hữu trong giáo phận dễ dàng cầu nguyện với Thánh Du Xe theo ý hướng của Đức Thánh Cha. Trong dịp tỉnh tâm linh mục tháng 2 và tháng 3 năm 2021, qua các cha quản hạt các cha xứ, Đức Cha mời gọi mọi thành phần dân chúa năng động, tích cực, sáng kiến kính múc nguồn ân sủng này. Những điều kiện để nhận ơn toàn xá Ơn toàn xá được ban với các điều kiện thông thường, sân tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha. Cho các tín hữu có lòng, xa tránh mọi tội lỗi, sẽ tham dự năm đặc biệt về Thánh Du Xe trong những dịp và theo cách thức được tòa ân giải tối cao chỉ định. Thứ nhất, ơn toàn xá được ban cho những người suy niệm ít nhất 30 phút kinh lạy cha hoặc người tham dự một cuộc tĩnh tâm ít nhất là một ngày với bài suy niệm về Thánh Du Xe. Thứ hai, những người theo gương Thánh Du Xe thực hiện một việc thương xót về thể lý hay thiên liêng cũng có thể nhận ơn toàn xá. Thứ ba, ơn toàn xá được ban cho những người đọc kinh mân côi trong gia đình và giữa những người đính hôn. Thứ tư, ơn toàn xá được ban cho bất cứ ai hàng ngày phó thác công việc của mình cho sự bảo vệ của Thánh Du Xe và bất kỳ tín hữu nào cầu nguyện xin sự chuyển cầu của người thợ thành Nazareth để những người đang tìm công việc có thể tìm được mọi việc làm và để công việc của mọi người được xứng đáng hơn. Thứ năm, ơn toàn xá được ban cho những tín hữu sẽ đọc kinh cầu Thánh Du Xe hoặc một kinh Thánh Du Xe khác phù hợp với truyền thống phụng vụ khác để cầu nguyện cho giáo hội bị bách hại bên trong và bên ngoài và tất cả các kỳ tô hữu đang chịu mọi hình thức bách hại được cứu giúp. Để khẳng định lại tính phổ quát của sự bảo trợ của Thánh Giuse đối với giáo hội, ngoài những điều kiện đã nêu, Tòa ân giải tối cao ban ơn toàn xá cho các tín hữu sẽ đọc bất kỳ lời cầu nguyện đã được phê chuẩn hợp pháp hoặc làm một việc đạo đức để tôn vinh Thánh Giuse Tín giáo xứ Búng, giáo xứ Búng mừng lễ Tết trong mùa Covid. Tết đã mang một ý nghĩa thiêng liêng rất cao siêu, vì là ngày giao cảm giữa trời và đất, thần thánh và con người, ngày không phân biệt biên giới giữa kẻ sống và người chết. Do đó, mọi người dân Việt đều kính cẩn tham dự các nghi lễ như giao thừa, kính nhớ gia tiên. Hội đồng giám mục Việt Nam cũng đã ưu ái gìn giữ truyền thống tốt đẹp này. Mùng 1 Tết cầu bình an mừng tuổi Chúa, mùng 2 Tết kính nhớ tổ tiên ông bà cha mẹ, mùng 3 Tết thánh hóa công ăn việc làm. Chúng ta cùng điểm lại việc cử hành những ngày lễ Tết tại giáo xứ Búng của giáo phận chúng ta. Ngày 12, ngày 13, ngày 14 tháng 2 năm 2021 tại giáo xứ Búng đã cử hành long trọng thánh lễ đầu xuân tâm tình dân chúa, ông bà cha mẹ và cầu bình an cho năm mới đã làm cho nhà thờ bún đầy ấp người. Niềm vui ngày đầu xuân, nét vui tươi hạnh phúc trên khuôn mặt đã bị che khuất đi bởi những chiếc khẩu trang. Dù rằng mọi người đều muốn một thánh lễ trang nghiêm, hoành tráng và vui tươi hơn, nhưng đại dịch Covid đã giúp cho mọi người ý thức và tập trung vào nghi thức và phụng vụ nhiều hơn. Cha Simon nhấn mạnh trong thánh lễ mùng 2 Tết, ta không hề quên con, Thiên Chúa luôn nhớ đến ta từ khi ta còn trong bụng mẹ và luật buộc dạy ta phải thảo kính ông bà cha mẹ. Chúng ta phải ghi nhớ ơn cha, nghĩa mẹ và phân lợi các ngài, mặc cho năm tháng sức cạn, người già đi, mắt mờ, lưng cong. Nhưng hình ảnh thân yêu đó đã vun đắp cho sức trẻ, bởi gia đình là tổ ấm, là nơi nâng đỡ, là nơi tìm về, nuôi dưỡng và hình thành nhân cách con người, tạo nên xã hội. Lễ Tết năm nay của giáo sứ Búng có lẽ buồn hơn những năm khác. Nhưng cộng đoàn giáo xứ tạ ơn Chúa vì muôn ơn lành Chúa đã ban trong năm qua. Tạ ơn Chúa vì được dân lễ đầu năm mùa Covid và giáo xứ Búng cần cố gắng nhiều hơn nữa trong năm mới này để đáp lại ân tình của Thiên Chúa. Một điểm tin giáo phận của trang thông tin giáo phận Phú Cường đến đây là hết cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị lần sau